Kính thưa anh chị em Đoàn tin mừng mà chúng ta vừa nghe Quả là một trong những vụ ngôn Chúa Giêsu xu dạy cho dân chúng Cho các đầu mục tư tế và kỳ lão Là những người có thế giá Những người lãnh đạo trong dân Do Thái thời đó vì nó là một dụ ngôn cho nên chúng ta không nên hiểu theo như một câu chuyện bình thường cũng càng không phải là một câu chuyện lịch sử nhưng với những hình ảnh mà nó mang cái tính ẩn dụ như vậy nó có thể chất chứa nó có thể chuyển tải một cái nội dung rất lớn rất sâu xa và có khi nó dài dẳng trong dòng lịch sử của dân chúa trong lịch sử cứu độ câu chuyện chính vì vậy nó khi có những cái điều có vẻ hơi không thực và ở khi nó khó hiểu nhưng chúng ta cần đọc ra được cái ngụ ý của Chúa Giêsu khi nói đến điều này và của chính tác giả tin mừng khi truyền lại những cái sự kiện này cho chúng ta là những người cần những cái chân lý đức tin ở trong này, à, trong những dụ ngôn này hơn là tìm lấy những bài học lịch sử. Ở đây Chúa Giêsu nói đến nước trời giống như Nghe à, là tương tự như là cái việc vua làm tiệc cưới cho hoàng tử tức là cho con cưng của mình và trong tiệc cưới đó là chúng ta hiểu rằng nó không phải là một cái tiệc cưới bình thường đâu mà là tiệc cưới nó mang cái tính lịch sử nó có ảnh hưởng trong toàn thể vũ trụ này và cái tiệc cưới đó là tiệc cưới nước trời nó có giá trị vào ngày quan lâm chứ không phải là một cái tiệc cưới đột xuất nào đó vua tổ chức và rồi cái những người được mời ở đây có những người mà những gọi là quan khách đó không được mời khi không phải vì danh thế hay là gì cả không nghe nói đến những tiêu chuẩn để được mời mà có lẽ vì lòng tốt vì lòng thương của vua mà được có thể nói đó là hình ảnh mà Chúa Giêsu nhắm tới những người dân do thái những người dân riêng của Chúa được chính Thiên Chúa mời tham dự vào trong tiệc cưới nước trời ấy nhưng họ không quan tâm gì tới tức là họ dửng dưng coi thường và không muốn chấp nhận lời mời tham dự vào tiệc cưới nước trời tiệc cưới của ơn cứu rỗi rồi có những người khác khi được rồi không dửng dưng không có tham dự nhưng mà khi được nhắc tới thì có khi họ viện lý do này viện lý do nọ xem ra nó không tương xứng À, để thối thoát à, có người còn có những cái phản ứng à, táo bạo hơn, ngạo mạn hơn là bắt các đầy tớ đi mời đó của vua để mà giết chết à, chắc chắn cái điều đó làm phật lòng vua. Nhưng mà cái sự kiện mà à, Chúa Giêsu nói đến là vua tức tối để sai người đến tru diệt những cái kẻ gian ác, kẻ sát nhân đó và phá hủy thành phố của họ. Các nhà chú giải để nói rằng có thể nói khi mà Matthew viết cái sự kiện này thì nó ông đã cảm nghiệm được cái kinh nghiệm mà thành Jerusalem bị phá hủy à, tàn phá không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào vào năm 70 ở à, Cái thực tế đó cũng nói đến những cái con người mà chống lại cái ý định tình thương của Chúa Cái sự nhẫn nại bao dung của Chúa khi nó cũng rơi vào trong những hoàn cảnh khó khăn Có những hoàn cảnh rất là tan thương Có những người sau này nhìn lại đoạn tin mừng này dưới ánh sáng à, Đức tin họ có thể nhìn thấy những cuộc ngạo mạn như chiếc tàu Titanic Một chiếc tàu mà người ta có thể khắc lên trên đó Là không có Thiên Chúa Không có Giáo Hoàng Tức là không cần niềm tin gì hết Và họ cũng tự hào là Không gì có thể mà cản trở họ được Nhưng rồi chiếc tàu đó thì Chở cả 1.800 người Đã bị chìm sâu xuống lòng biển Trong sự ngạo mạn có thể nói đó là những cái cuộc như là tàn sát mới nhưng mà chắc chắn không phải là do cái thiên chúa tình thương uh, cố tình làm cái điều đó nhưng khi con người xúc phạm đến thiên chúa khi con người ngạo mạn con người không có để cho cái con tim của mình mở ra trước tình thương của chúa thì cũng rất dễ họ rơi vào trong những hoàn cảnh tan thương chết chóc như vậy thực tế đó khiến chúng ta có thể nhìn đến hiểu được cái ý nghĩa lịch sử ở trong cái điều mà Chúa Giêsu dạy qua dụ ngôn này rồi đến những sự kiện mà Chúa sai vua sai các đầy tớ mình đi ra mời tất cả những cái người mà có không biệt phân biệt tốt xấu ở ngã ba đường ngã tư đường để mời vào dự tiệc cưới điều đó cũng muốn nói lên rằng khi mà dân riêng của chúa dân được ưu tiên mời gọi vào dự tiệc cưới nước trời ấy không tỏ ra xứng đáng không thèm tham dự thì mở ra cho dân ngoại mở ra cho những cái người mà tưởng chừng như họ phải ở ngoài họ không có được hy vọng gì để hưởng ơn cứu độ của chúa thì tình thương của chúa luôn quan tâm đến họ và sẵn sàng mời gọi họ vào tham dự hạnh phúc nước trời của tình thương chúa mở ra cho nhưng rồi có một cái sự kiện có lẽ người ta cũng cảm thấy đặt vấn đề là trong số đó khi vua đi vào thì có một người không mặc y phục lễ cưới người ta sẽ biện hộ cho cái người đó mời người ta vào giữa đường làm gì có áo cưới để mà mặc mà lại bắt tội người ta nhưng ở đây cũng là ý nghĩa của cái vụ ngôn chứ không phải là một cái câu chuyện bình thường cho nên áo cưới ở đây muốn nói là cái tâm hồn xứng hợp à, có thể không phải là cái chiếc áo mặc ngoài mà là cái chiếc áo nói lên cái tinh thần cái tâm tình của mình khi đi vào tham dự tiệc cưới ấy, à, chiếc cư, áo cưới ấy muốn nói ngày hôm nay với ánh sáng của lời Chúa trong thư Phao-lô là cái người tham dự tiệc cưới đó phải mặc lấy Đức Kitô, mặc lấy cái tâm tình của chính Đức Kitô là hoàng tử, là con dấu ái của Thiên Chúa để phù hợp hơn với tình thương mời gọi Thiên Chúa dành cho. Kính thưa anh chị em, lại qua dụ ngôn đó Chúng ta được mời gọi để nhìn lại Nhìn lại một cái sự kiện quan trọng Bao trùm cả lịch sử cứu độ này Lịch sử mà từ đầu cho đến cuối Thiên Chúa luôn luôn muốn yêu thương Và cứu độ con người Muốn cho con người được chia sẻ hạnh phúc Vĩnh cửu của Thiên Chúa trong nước trời Đó là điều chúng ta cần khám phá cũng như chính bài đọc thứ nhất hôm nay qua sách ngôn sứ ezekiel qua đó ezekiel đã diễn tả cho thấy lòng của thiên chúa quan tâm đến từng con người là thuộc dân riêng của chúa đó là một cái dân bao trùm tất cả cộng đồng nhân loại này một cái dân đó có thể bị lưu đày vì tội lỗi của mình trở nên xấu xa vì những bất xứng của mình đó nhưng mà thiên chúa luôn yêu thương thiên chúa muốn giải thoát họ thiên chúa cứu chữa họ thiên chúa thanh tẩy họ và thiên chúa đổi mới họ bằng cách ban cho họ một trái tim một trái tim biết yêu thương một trái tim biết cảm nhận tình thương của thiên chúa dành cho mình à đó chính là tình thương của thiên chúa mà chúng ta được mời gọi để khám phá ra người ta kể lại rằng có một em bé bé trai và luôn luôn nó mang cái mặt cảm là mình xấu, mình dở, mình không có ra gì và không ai thương mình hết. Đó. Cho nên lúc nào cái mặt nó cũng buồn và nó tỏ lộ những cái thái độ có vẻ tiêu cực, có vẻ khó khăn, khó chịu lắm. Vào lớp học thì nó cũng hay à, tỏ cái thái độ thiếu tự tin Ở khi mà thầy cô hỏi bài thì nó lúng ta lúng túng nói không nên lời và cái thường như vậy thì chắc chắn là không có được thầy cô khen không được bạn bè nó quý mến trân trọng và về nhà nó cũng thế dĩ nhiên ba nó thì hiểu nó và chắc chắn là thương nó cái một lần ông mới à, kêu các con lại và nói rằng hôm nay thì ba mới vừa hỏi người hàng xóm à, xin ông một số những cái cây nhỏ này để về cho chúng con thi đua để trồng và ba hứa là đứa nào cây của đứa nào mà trồng chăm sóc nó lên tốt nhất ấy, thì bà sẽ thưởng cho đó một phần quà à, thế là mỗi đứa con đều lãnh một cái cây và đều ra chọn vị trí để trồng à, ban đầu thì cái em bé này cũng cảm thấy hứng khởi cũng muốn trồng nhưng mà tự nhiên rồi thấy các anh à, anh chị của mình em của mình nó cũng chăm sóc à, thấy tự nhiên trong đầu nó lại nghĩ đến một cái, cái nghĩ tiêu cực không muốn làm muốn cho cái cây của mình nó chết đi cho rồi không cần gì phần quà à, cho nên nó tưới được hai lần không tưới nữa thế nhưng rồi hai tuần sau thì tự nhiên thấy các cái cây kia thì cũng lên mà cũng chưa có mạnh lắm còn riêng cái cây của nó thì lại thấy nó ra những cái cành lá có vẻ mạnh và nó hé nở ra những cái nụ có vẻ tốt nó ngạc nhiên lắm không hiểu tại sao như vậy và nó phát triển thêm một tuần nữa thì thấy cây nó phát triển hẳn lên thế là ba nó khen ngợi và thưởng cho nó mua phần quà thưởng như ông đã hứa. Thế rồi một đêm kia nó nằm suy nghĩ, nó thấy nó nhớ lại ông thầy dạy uh, về uh, sinh vật nói rằng cái các cái, cái cây rồi thực vật thì nó sẽ uh, phát triển trong đêm tối, nên uh, nó cũng tò mò nó nghĩ thôi bây giờ không ngủ được chạy ra để coi tối nay cái cây của mình nó phát triển như thế nào thế khi nó mon men đi ra thì nó phát hiện ra là ba nó đang bón phân và đang múc nước để tưới vô cái cây đó lúc đó nó mới hiểu ra được rằng ba nó thương nó ba nó muốn cho nó được phần thưởng thế là nó chạy ù té về phòng và nó úp mặt vô bàn tay và khóc lóc Thưa anh chị em, có lẽ đó cũng là một sự kiện mời gọi thúc nhắc mỗi người chúng ta đừng đừng quên rằng chúng ta dù thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn có một Thiên Chúa là Cha chúng ta đấng luôn muốn cho chúng ta được sống đời con cái hiếu thảo sống đời con cái hạnh phúc của Ngài và được mời gọi vào dự tiệc cưới nước trời và được hưởng hạnh phúc thiên đàng đời đời trong tình thương của Chúa. Đó chính là điều căn bản mà chúng ta có lẽ không nên và không được phép quên điều đó. Ta cần ý thức để hiểu rằng có biết bao nhiêu, dù cho có biết bao nhiêu lần chúng ta tỏ ra bất xứng, dù chúng ta có hiểu hay không hiểu, thì Thiên Chúa và tình thương của Ngài vẫn có đó, vẫn luôn lớn lao và có khi càng trào tràn hơn đối với chúng ta trong cuộc sống này. Cho nên Chúng ta cần ý thức được như vậy để không mãi tiếp tục lạm dụng tình thương của Chúa, không mãi tiếp tục phí phạm những ân phúc mà Chúa dành cho mình, để trong cuộc đời này chúng ta biết rút kinh nghiệm, biết sống, biết sửa đổi, biết càng ngày càng mặc lấy Đức Kitô, càng ngày càng mặc lấy cái tâm tình của người con Thiên Chúa, một người hiểu được lòng Chúa yêu thương mình và cũng biết cách sống cho xứng hợp để chính nhờ đó chúng ta đáng được tham dự tiệc cưới nước trời như những người con những người mà ý thức mình được thiên chúa yêu thương và đáng được thiên chúa yêu thương một cách xứng đáng amen